Hello, xin chào tất cả các bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn skip Diamond Casino hay tự trắng bóc thành như thế này nha các bạn. Wow, ok, let's go. Ok, và để các bạn có thể tham gia vào Discord của mình thì các bạn hãy click vào phần link bên dưới nha các bạn. Khi vào các bạn hãy đọc quy định giúp mình nha. Và quy định ở đây các bạn đọc kỹ nha các bạn. Nếu không thì các bạn sẽ bị kích ra khỏi nhóm. Và sau khi các bạn đọc xong thì nếu các bạn muốn tìm hiểu về game thì hãy click vào đây nha các bạn. Để các bạn được dẫn tới kênh của mình nhanh hơn. Và sau đó thì các bạn ấn đồng ý. Thì con bot mình sẽ cấp quyền cho các bạn là new member nha các bạn. Thì các bạn chỉ có quyền new member thôi, và sau đó nếu các bạn muốn trở thành modder trong Discord của mình á thì các bạn vào new, các bạn vào suggestion đây, thì ở trong đây các bạn ghi giùm mình cái câu này. À, mình đang cần thật đó. Ok, và khi các bạn đã ghi xong rồi trong phần suggestion này đó, thì các bạn sẽ thấy được những cái mod menu này đây. Ok, và những cái này thì các bạn tải khi mình làm video thì các bạn biết sẽ tải ở đâu nha các bạn. Và cái này mình luôn cập nhật ha. Và những cái menu add-on là những dữ liệu đó thì mình luôn cập nhật để ở đây nha các bạn. Và Office Collection này luôn đó, nó sẽ tiện hơn cho các bạn nha. Và đó là những cái động quan của mình về cái tên của mình đó, thì các bạn vào và làm modder nha các bạn. Và mình hy vọng các bạn không sử dụng nó với một cách xấu nha các bạn. Thì việc đầu tiên các bạn cần làm đó là các bạn cần phải tải cái script này ở trong Discord của mình nha. Nó nằm phần menu add-on và Gideon script nha các bạn. Thì các bạn tải nó về và các bạn bỏ vào trong một mod menu Gideon nha các bạn. Thì ở trong đó nó sẽ có cái mục script, thì các bạn bỏ vào đây đây. Mình bỏ vào đây nha. Rồi ok, thì nếu bạn nào mà chưa biết Gideon mod menu là gì thì check cái thẻ và link download mình sẽ để dưới phần description cho các bạn nha. Và điều đầu tiên tất nhiên là các bạn phải cần một cái account nha các bạn. Và các bạn phải kích hoạt được cái Hash Diamond Casino này nha các bạn. Thì bây giờ cái điều bắt buộc là mình phải mua hết nha các bạn. Thì cái việc luôn luôn là các bạn cứ mua hết, rồi mình mua với giá 25.000 nha. Ok, bây giờ mình có một cái bảng trắng tinh nè. Bây giờ mình bật chiếc điện nè. Mình đã mở sẵn vì mình reload script nha. Rồi ở đây nó sẽ có đây Casino Setup. Ở đây là target của mình. Thì từ 1 tới 2, 3, 4 này nó sẽ hiểu tự là tiền, vàng, chanh và kim cương. Thì mình sẽ chọn kim cương. Rồi of course là Ricky, Bitcoin, Apache. Thì mình chọn Bitcoin. Đó, sau khi chọn xong các bạn ấn vào Skip Bar 1 là nó sẽ bỏ qua cái bảng 1 đầu tiên. Rồi ok, giờ mình đã có kim cương nha các bạn. Và mình đã chọn đúng, đó chính là Bitcoin. Ok, và bây giờ tới cái bảng 2, đó chính là Hacker, Gunman, Gunside, Driver, Cartride và mặt nạ. Và Hacker thì sẽ có 3, 5, 7, 9, 10 đó. Thì các bạn chọn, mình chọn là 10. Đó chính là JV. Nếu các bạn nào chưa unlock AV thì chả sao hết. Gunman các bạn ấn phím số 4, nó sẽ tảo qua bên trái. Và nó sẽ là 5%, 7%, 9% và 10% đó. Thì mỗi Gunman nó sẽ có 2 loại súng cho các bạn. Các bạn chọn xong các bạn nhấn phím 5 nha. Ok, thì các bạn thấy SMG là loại súng 1, với ông này là 5%, đó là SMG. Loại súng 2 của ông này đó chính là cây shotgun, thì mình lấy loại súng 1. Ok, và driver thì mình lấy ông 5% này. Đó, ông sẽ có 4 loại xe, từ 1, 2, 3, 4 đó. Thì mình sẽ lấy loại 1, các bạn thấy không? Rồi, mặt nạ thì mình chọn cái nào cũng được. Ok, mình sẽ có 7 loại cái mặt nạ nha. Rồi, bây giờ mình sẽ skip bomb 2. Ok. Đó, thì mình đã xong nha các bạn. Thì nó sẽ đúng như cái mong muốn của các bạn nha. Và sau khi skip xong, các bạn có thể check ở đây. Đó, là cái bảng này xuất hiện là mình đã skip xong nha các bạn. Ok, và mình chỉ quan tâm tới casino cut thôi. Thì cut này mình chỉnh
khi là mình vô hash các bạn, và maximum đó là 129 khi mình đếm Bitcoin nha các bạn. Các bạn loot hết kim cương là các bạn được full nha các bạn. Thì mình sẽ không chỉnh potential này vì nó khó tính toán hơn là mình nghĩ nha. Ok. Ok, mình nói thêm một xíu là bỏ qua casino hash cooldown là khi các bạn làm xong cái hash này. Đó, thì Lester sẽ gửi cho các bạn một tin nhắn là đợi cooldown. Thì các bạn có thể ấn vào đây để bỏ qua cái cooldown đó. Và khi các bạn set xong và các bạn không ấn ý thì các bạn có thể ấn reset hash để mình set up lại từ đầu nha các bạn. Ví dụ như mình chọn loại target mà mình không thích thì mình có thể reset hash lại. Ok, mình có thể ấn vào đây nha. Ok, nếu các bạn thấy video hay thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe vào kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Video của mình kết thúc tại đây nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Chúc bạn thành công nha. Peace.